cô chào các con Hôm nay chúng ta lại tiếp tục ôn bài ở nhà bài 29 Trong chương trình học vần Bài 29 là bài đầu tiên các con được học vần Hôm nay chúng ta sẽ học vần ia Vần ia có hai con chữ ghép lại Con chữ y đứng trước, con chữ a đứng sau ta được vần i các con đọc cho cô i a i -a. i a i i a i -a. tờ i -a tia sắc tía tờ i tia sắc tía ta được từ lá tía tô tiếng tía trong từ lá tía tô các con đọc lại y a i t i t sắc tía lá tía tô chúng ta đọc lại y a i t i t sắc tía lá tía tô các con quan sát xem bức tranh vẽ gì đây là bức tranh vẽ lá tía tô à đây là lá tía tô lá tía tô người ta dùng để làm gia vị ăn đó các con ạ à. lá tía tô là một gia vị có mùi thơm người ta dùng để ăn rau sống hoặc là xào nấu và thường người ta thường hay xào với ốc rất là ngon lá tía tô có một mặt ở trên màu xanh ở bên dưới lá thì có màu hơi hơi tí tía, tía. Cho nên người ta gọi nó là lá tía tô. Lá tía tô ngoài ra làm gia vị, người ta cũng dùng để chữa bệnh. Những em bé mới sinh nhỏ thường hay bị sốt cao, người ta dùng lá tía tô này nấu cháo hoặc là giã nhỏ vắt lấy nước để uống hoặc là ăn sẽ giảm sốt ngay. Các con đọc lại. Đây là từ lá, tía, tô thể hiện trên chữ viết. L a la sắc lá, tờ ia tia sắc tía, tờ ô tô các con đọc cho cô. Lá, tía, tô. Lá, tía, tô. Trong từ lá, tía, tô, tiếng tía có vần ia hôm nay các con học được in màu đỏ. Tiếng tía có vần ia các con chú ý. Các con đọc lại. Lá, tía, tô. Lá, tía, tô. Các con nhìn vào bài đọc. Y, A, I. Tờ, I, tia, sắc, tía. Lá, tía, tô. Các con đọc lại. Y, A, I tờ ia tia sắc tía lá tía tô chúng ta sang phần đọc từ từ thứ nhất chúng ta học là từ gì tờ ơ tơ huyền tờ bờ ia bia huyền bìa chúng ta học vần ia rồi chúng ta ráp với âm bờ đọc là bờ ia bia huyền bìa các con đọc lại tờ ơ tơ huyền tờ <laughs> bờ ia bia huyền bìa tờ bìa con đọc lại tờ bìa từ thứ hai chúng ta học đó là từ gì l a la sắc lá m ia mia sắc mía lá mía các con đọc lại lá mía Lá của cây mía người ta gọi là lá mía. Tờ bìa là bìa bao vở đấy các con. Ở tờ ngoài cùng trong cuốn sách có một tờ cứng người ta gọi là tờ bìa. Từ tiếp theo chúng ta học. Vờ ia via hỏi vỉa hờ e he huyền hè vỉa hè. Trên đường phố lúc nào cũng có một cái vỉa hè mà để dùng để cho người đi bộ các con khi đi bộ các con lưu ý nên đi trên vỉa hè để an toàn giao thông <laughs> từ tiếp theo chúng ta học tờ y tia hỏi tỉa l a la sắc lá tỉa lá các con đọc lại tỉa lá trong một cái cây rất là sum xê người ta tỉa bớt lá đi để cho nó ra trái người ta gọi là tỉa lá các con đọc lại cho cô tờ ơ tơ huyền tờ bờ ia bia huyền bìa tờ bìa l a la sắc lá m i mía sắc mía lá mía vờ ia bia hỏi vỉa hờ e he huyền hè vỉa hè tờ y tia hỏi tỉa l a la sắc lá tỉa lá cô và các con đọc lại trơn tờ bia lá mía vỉa hè tỉa lá trong các từ các con vừa mới học những tiếng nào có vần hôm nay học tiếng bìa có vần ia Tiếng mía có vần ia, tiếng vỉa có vần ia, tiếng tỉa có vần ia. Đó là những tiếng hôm nay có vần, hôm nay các con học, đó là y-a-ia. Chúng ta sang phần luyện viết. Y-a-ia, l-a-la sắc lá, t ia tia sắc tía tờ ô tô lá tía tô trong phần luyện viết âm l các con được viết 5 ly âm tờ được viết 3 ly những âm còn lại được viết 2 ly dấu sắc trên âm a dấu sắc trên âm y đó là âm chính các con đọc lại y a I, I l a la sắc lá tờ ia tia sắc tía tờ ô tô lá tía tô các con bước qua tranh thứ hai qua trang hai bức tranh đầu tiên vẽ gì các con à đây là chị hà đây là bé hà đây là chị kha trong bức tranh Hai bạn nhỏ đang làm gì? Thì các con đọc nội dung bài các con sẽ biết. Bờ e be sắc bé, hờ a ha huyền hà, nhờ ô nhô hỏi nhổ, cờ o co hỏi cỏ, chờ y chi nặng chị, khờ a kha, tờ y tia hỏi tỉa, lờ a la sắc lá. Các con đọc cho cô. Đây có dấu phẩy, các con ngắt hơi. Bé hà nhổ cỏ. Chị kha tỉa lá. Các con đọc lại. Bé hà nhổ cỏ. Chị kha tỉa lá. Các con đọc lại. Bé hà nhổ cỏ. Chị kha tỉa lá. Qua bức tranh dưới các con thấy bức tranh vẽ gì nào? Các con quan sát xem. Đây là ai? Đây là bà. Và bức tranh còn vẽ gì nữa nào? Vẽ em bé à, và vẽ chị. Thấy chưa? Đây là bức tranh bà. Bà đã làm gì? À, bà đã làm gì? Các con nhìn lên bức tranh, các con biết nội dung bức tranh vẽ gì? Chờ <laughs> y chia quờ a qua huyền quà chia quà các con đọc lại chờ y chia quờ a qua huyền quà chia quà đây là bức tranh vẽ chia quà bà đang chia quà cho các em nhỏ thấy chưa bà chia những quà gì đây là chuối cam quýt mận ở trong rổ của bà rất là nhiều quà vậy các em thấy à, các bạn nhỏ trong tranh có tranh giành nhau không à không các bạn dẫn từ từ và chờ bà chia quà cho từng em một. Bà chia quà cho em nhỏ trước rồi tới chị sau. Thấy nha? Khi các con được chia quà cũng vậy. Các con cũng ờ, tế nhị ta từ từ và nhường nhịn cho bé phần nhiều còn chúng ta chịu phần ít. Và phải biết nhường nhịn em nhau chị em phải biết nhường nhịn nhau hoặc là anh em phải biết nhường nhịn nhau luôn luôn anh chị lấy phần ít hơn và chia cho em phần nhiều hơn các con thấy các bạn nhỏ trong bức tranh khi được chia quà có vui không đúng rồi thể hiện rất là vui bà cũng rất là vui các con cũng vậy khi được chia quà cũng rất là vui phải không các con à đó là nội dung bức tranh hôm nay các con viết được chia quà các con đọc lại chia quà chia quà các con sẽ đọc lại toàn bài y a i tờ i tia sắc tía lá tía tô các con đọc lại y a i tờ i tia sắc tía lá tía tô tờ ơ tơ huyền tờ bờ ia bia huyền bìa tờ bìa lờ a la sắc lá mờ ia mia sắc mía lá mía vờ ia vía hỏi vỉa hờ e he huyền hè vỉa hè tờ ia tia hỏi tỉa l a la sắc lá tỉa lá các con đọc trơn lại tờ bia lá mía vỉa hè tỉa lá y a y l a la sắc lá tờ y tia sắc tía tờ ô tô lá tía tô các con đọc lại y lá tía tô đọc lại ia lá tía tô các con đọc nội dung của bức tranh ở trang 2. bờ e be sắc bé hờ a ha huyền hà nhờ ô nhô hỏi nhổ cờ o co hỏi cỏ chờ y chi nặng chị khờ a kha tờ y tia hỏi tỉa l a la sắc lá đây cũng là một câu đầu câu được viết hoa cuối câu có dấu chấm câu đầu câu người ta viết hoa chữ bé viết hoa chữ bờ tiếng bé viết hoa chữ bờ trong bài này có bé hà và chị kha là tên riêng vì vậy người ta viết hoa chữ hà viết hoa chữ hờ chị kha chữ kha viết hoa chữ k các con lưu ý nha các con đọc lại bé hà nhổ cỏ chị kha tỉa lá đọc lại bé hà nhổ cỏ chị kha tỉa lá các con đọc lại bé hà nhổ cỏ chị kha tỉa lá chúng ta đọc qua phần dưới chờ y chia quờ a qua huyền quà chia quà các con đọc lại chia quà chia quà nội dung bài học của các con học ở nhà đến đây đã hết rồi các con cố gắng đọc đi đọc lại nhiều lần bài học sẽ tốt hơn sẽ thuộc hơn à, cô chào các con chúc các con học giỏi hẹn các con ở tiết học sau nữa nha